hé lộ khoảnh khắc hiếm thấy của những nhân vật khiến cả thế giới nể sợ nhưng lại phải khuất phục trước những thế lực không ngờ. Con gái là người tình kiếp trước của cha, có lẽ là câu thần chú ảo diệu nhất, khuất phục được toàn bộ những người mạnh nhất trong thế giới phái mạnh. Người đàn ông nào dù có ngang tàng mạnh mẽ đến đâu, khi đứng trước bình rượu mơ nhà mình cũng bất thình lình trở nên dịu dàng đến lạ. Từ người bình thường, chắc kiếp trước đào hoa nên kiếp này có tận 3 cô con gái. Kiếp trước chưa kịp chiều chuộng nên kiếp này phải làm trâu làm ngựa để phục vụ các nàng công chúa đây này. Nhung chưa làm con ngựa để cho con lên cưới trên lưng. Bay nửa vòng trái đất sang bên kia bán cầu. Giraffe, gương mặt diễn viên quen thuộc, chuyên thủ vai các người khổng lồ với sức mạnh sấm sét, sau khi chơi đùa với hai cô con gái xong, cũng bỗng có một giao diện hưởng phấn bánh bèo đến lạ. Chẳng cần phải nói thì cũng đủ thấy độ yêu chiều con của nam tài tử ở mức nào rồi phải không ạ? Nhưng mà chưa là gì so với nhân vật này đâu nha. Người đàn ông thép của đất nước Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un, người luôn xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Nhưng khi ở bên quý nữ nhà mình thì cũng phải lộ ra nụ cười hiền dịu chan chứa yêu thương giống như mọi người cha mà thôi. Đúng là dù có là nhân vật cân được cả thế giới thì cũng phải khuất phục trước thế giới nhỏ trong nhà mình mà thôi. Đúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tiếp tục like, share và subscribe cùng chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và subscribe nhé.